Đó. Thì nghe cái giọng đó nó biết. Nó bắn với tuần HC mà. Ừ. Bắn hay lắm anh. Idol em à? Ừ, idol sao bằng Tuấn HC được. Ôi, Tuấn HC thì em xem nhưng mà... Mỗi người có một cái hay gọi riêng của người ta chứ. Thì đúng. Tao nhảy không, không để sau không nói thôi. Tôi không bao giờ so sánh ai với ai cả. Nãy giờ mình có so sánh đâu, ấy mình nói à. Nãy giờ có ai so sánh đâu, ý là nãy giờ biểu là bắn phát một người bắn kiểu khác. Nhiều người bắn thấy người này bắn hay, nhiều người thấy cái ông kia bắn hay. Đâu dám mình đâu cái gì đâu dám phê bình người ta. Và mình chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Như anh em đã nghe rồi đấy. Mình là thằng gà mà sao dám chê mấy cái bọn. Đấy vẫn giảng đạo đấy anh em ạ. Ngày hôm nay. Vãi đó anh câu rồi. Còn là một câu thôi mà ông ấy gọi là úi trời ơi. Viết hẳn một bài văn tế có người này. Từ mình giết bọn này rồi mình chào hỏi anh em sau. Nó ở trên này. Xúc nó luôn đi mấy cậu ơi. Hello anh trai. Đang ở trên này. Đâu rồi? Đi đâu vậy anh trai? Rồi một tên nữa rồi. Top 2 hả? Top 2 rồi cậu ơi. Còn bot. Bot gì người? Úi, bot cờ Việt Nam. Ông vô lý thực sự. Người kêu con bot. Đúng, người kêu con bot. Ai hiểu rồi. Đây rồi, tạm thời thì ok rồi. Đâu, mấy thằng thì chào mừng tuần này anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục giả gái để trà trộn. Nhưng mà hôm nay thì trong cái trận đấu này, một bạn đã biết mình. Đó là số 4 bé Đào Vlog, chắc chắn là anh em cũng nhiều anh em biết rồi. Giọng vẫn cute như vậy. Mình lại tiếp tục vào chơi thử với bé Đào xem nó dư thế nào. Rồi thôi xong bạn luôn. Xong bạn luôn rồi. Thì có matching cùng với hai người bạn. Chắc là bạn của Đào. Mình nghĩ là như vậy. Đó là bạn số 2 và bạn số 3. Thì vừa mới vào thôi. Các bạn trẻ của chúng ta đã bàn tán về idol của nhau. Trời ơi, nào là Tuấn HC bắn hay các thứ. Toàn là chuyện của idol các thứ. Rất chi và này nọ. Em này tiếp tục xuống đây. Ông số 3 này. Còn hết. Vẫn tiếp tục trà trộn giả gái anh em ạ. Ông số 3 này nhảy chỗ nào mà không thấy có địch hay. Ừ. Nhảy xuống gì sọt mà người. Đúng rồi, không có người mấy, thì phải chịu chứ ông. Địch cơ sở chết. Đúng không? Rồi. Chết thì tôi bắn vẫn mới có sao đâu. Ừ thì ai chẳng biết không sao nhưng mà không có địch để bắn cho vui. Thế bây giờ biết chỗ nào có người thật ông số 2 nói hơi vô lý xíu. Đúng không anh em? Bây giờ nhảy đến vào bốt ca nhảy đến vào gì sọt rồi thì làm sao mà biết là có địch hay không được. Biết đâu trận này nhảy vào trong đây lại 10 team thì sao? Biết đâu được. Đấy là do cũng là chọn một khu to mà. Bạn số 4 này đang xem clip của mình. Vãi trưởng. Đấy, bạn số 4 này có biết mình nên là bạn ấy cũng không bật mí. Chế hack là mình trà trộn vào đây. Hả? Hack gì? Nghe xem bạn ấy nói hay gì mà chế là còn hack là vui chứ. Cái gì? Chửi hack là vui cái gì? Pro kêu hack. Này nó bị dây á. Đúng, nó bị gì ấy? Nếu mà những người pro ấy. Thì theo như quan điểm của mình nhá. Thì theo như quan điểm của mình, ví dụ như là các bạn đúng không? Thì các bạn nếu mà bạn bắn không phải là người ta hack mà người ta ví bắn như hack, hiểu không? Ví cái gì? Ông lại không xem clip rồi. Còn đó phải là biểu hack đâu. Ui, ông này giảng đạo. Đúng. Ông này như kiểu giảng đạo. Nói đâu? Bạn nói hợp lý. Dần thế hệ mới ở đây rồi. Thì nếu mà ví dụ hack, ví dụ bảo là ui thằng số 1 nó bắn như hack vậy, bắn ghê thật các thứ. Thì còn nghe nó nọt tai đúng không anh em? Đằng này nó chửi mình luôn. Đấy, lại nói lại cho anh em nào chưa biết về clip trước của mình thì mình nói chung là mình thì bắn thì ngu rồi. Mình chả bắn hơn ai cả. Cả hack hay không thì mình không biết. Nhưng mà nó chửi mình anh em ạ. Này còn là con gái chứ thì làm sao mà chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Bảo hack là một chuyện mà chửi luôn là một chuyện. Nên là cái điều không thể chấp nhận được. Dưới này có người này các cậu ơi. và chúng ta không lan man đến cái cờn líp cờn lủng khác nữa, chúng ta vào trận đấu luôn nhở. Đây này, bắn nhau hùng hục bên này này, sấy cực căng luôn này. Qua súp đi các cậu ơi, mình vào đến nơi rồi, mình vào đến gọi là xào huyệt của chúng nó rồi. À, trong nhà kho rồi trong kho trái đâu rồi, đừng không anh, đừng vào anh. Đừng vào ông ơi này. Thôi xong, clear một team này rồi. Thằng này nó chỉ còn một mình thôi. Okay. Team nó chết rồi. Ui, tốc biến này. Lại một anh trai sử dụng phép bổ trợ liên quân à? Lại một anh trai dưới hả? Sử dụng phép bổ trợ liên quân này. Rồi, cũng còn một tên bên kia. Chưa, dưới này dưới. Dưới đây. Rồi xong. Quá hay. Bạn số 3 nghe vẻ tay cũng khá là to. Rằng mình yên tâm rồi, trận này mình sẽ được gánh thôi. Trong bốt cam vẫn còn, vẫn nghe thấy tiếng bắn anh em ạ, không thể bỏ qua được. Lấy mọi người. Ui, dã nhau kìa. Đây người, đây chắc chắn là người rồi, không thể nào là con bốt được. Đâu rồi? Hello bác Tài. Hello anh gì? Á đủ, trong kho, đây này, nó ngay cửa kho này. Đây này, mình vòng. Nó chạy ra đầu này. Đặt không có này. Đây rồi. Bước ra nào anh trai. Ui, ngoài có luôn. Ngoài có luôn này. Nằm đó này. Ui. Để mình đâu? Nó đâu? Rồi. Clear. Xong rồi. Lém. Hay quá chứ nị. Đấu săn bảng luôn. Đào giết đi Đào ơi. Nhà ba tầng bên 90 còn này người. 3 tầng á, vẫn còn á, nhiều thế cơ à. Trong bot cam mà chúng nó vẫn chưa thanh toán lẫn nhau xong anh em ạ. Vẫn còn khá là đông vui đấy. 10 á. Đâu người đâu. Xúc nó luôn. Mình gọi là cân hết. Mình từ cái lúc cha sinh mẹ đẻ giờ Yến Nhi chưa ngán ai. Thiệt là kinh khủng đó mà. Như vậy là vào đây mình cũng liến được tới 4 kill. Quá phê, 7 kill rồi. Trong bốt cam 3 tầng đây thấy, mình ở bên 3 tầng mà làm gì có ai đâu. Hả, double gì? Không có một ai luôn. Cầm đua M4 này. Mình cầm đua M4 luôn, sấy cho nó mượt. Hết rồi. Không còn ai trong cái bốt cam này rồi. Thanh niên kia chắc là nghe nhầm mà thôi. Bạn ơi nghe nhầm thôi. Chứ mình chạy loằng quăng nãy giờ như thế này nó còn chả thể bắn mình thế này. Á đủ. Kìa, xúc nó bạn ơi. Chỉ là một con bốt thôi. Thanh niên số 2 xúc rồi, F5. Mình lại ngoài bo mất rồi. Di chuyển đi các cậu ơi. Vào bo nào. Cái mic nó bị giật có được không mất. Sao mic thì sao? Bị gì đâu. Bình thường mà mình thấy bình thường thế, mà. Địch phải khó bắn. À mic của Đào á, đúng rồi. Thỉnh thoảng nó bị giật một cái nhẹ. Ông số 2 chạy nhanh thế. 300 m lận. Xa thế ông ơi. Ai của rồi, bắn nhau rồi. Bot thành người vậy. Ai cũng bảo em là ủa sao tóc biến vậy? Tóc biến rồi, Đào lại mang bổ trợ liên quân đúng không? Rồi như vậy là trong này có người à? Nhìn bắn căng vậy. Thế sao chịu chơi bắt này? Lại lốc tiếp này. Thanh niên này vừa bị lốc xong mà. Như vậy là người rồi. Bình tĩnh bạn ơi. Ui thôi xong rồi. 200 m thì cứu tao được. Vừa nói xong bình tĩnh bạn ơi thì hẹo luôn. Làm gì đó bắn không được thì chết thì có sao đâu. Thì ai chả biết là không sao. Nhưng mà ông cũng phải chờ đồng đội chứ. Ông lại cứ ăn hẳn thế. Map nào chơi dặn được. Thì thế. Thì bọn mình có nói với gì bạn đâu. Bạn chỉ chạy xa tí thôi. Trong đấy còn 2 người. Trong đấy còn hai người. Để mình xúc nó luôn. Rồi đã. Nếu bây giờ chạy sang thì nghe phải hơi nguy hiểm. Ui thế nên số 3 chạy sang kìa. Rồi gọi bạn chạy đầu đấy, mình chạy đầu này. Mình sẽ vòng sang bên trái đi. Anh kẹt thằng này chưa? Rồi ra một thằng rồi. Thế là bên nó còn 2 thằng, còn 2 thằng nữa à? Ok. Uống bình nước lên là mình lên luôn đây. đấy, trong đấy còn hai thằng đấy. Ok. Cảm ơn hai thằng. Xác nhận vị trí rồi, bắn rồi, nghe tiếng súng rồi. À đây rồi. Kìa nào, kìa. Chạy sang. Nào. Chạy sang này. Ui, cũng tóe khá nhiều máu nhưng mà không thấy ăn thua. Đẩy sang luôn anh em ạ. Nó yếu rồi, nó chắc chắn là sẽ phải ngồi bơm máu. Nào, bạn vào đây. Bạn lầm này. Rồi một tên. Này thì gạt đồng đội mình này. Bạn giết đồng bạn. Ủa, xe máy. Ok. Nhầm bạn ạ. Mình nhìn nhầm. Rồi. Cứu đi để mình. Ok. Để mình. Đây rồi, nó chạy sang bên trái rồi. À. Sao thằng kia bạn mới yếu rồi. Cứu đi. Cứu đi để mình. Được rồi, để mình. Đâu rồi, nó đấu nhỉ? Em nhầm ăn con cano. Đâu rồi ta? À đây rồi. Á đủ. Hết đạn nào? Hết đạn chưa? Ui dồi ơi. Nó yếu rồi. Quẩy đi. Này thì hết đạn chưa? Ông ngoài biển rồi, bờ biển có này. Ngoài bờ biển vẫn còn đấy. Yếu lắm rồi. Nó ăn quả đấy là thốn rồi. Đâu. Cho mình cái địa chỉ của nó nào. Mình xúc nó luôn bạn ơi. Đào ơi. Đâu. Mình lên rồi đây. À đây rồi, mình nghe rồi. Nó ở bên kia. Bên kia đồi. 80 lại ở bên kia đầu cầu. Chắc anh có cấp 6. Chắc anh có cấp 6. Chắc ăn nó chỗ nào? Đâu ta? Không thể nhìn thấy này. Cấp 6, cấp 3 có luôn. Em không cần. Không thấy nó luôn này. Vừa bắn mình táp QBU xong mà. Táp tiếp không thôi. Rồi, táp tiếp đi bạn ơi. Bạn gì ơi. Đã phòng bạn luôn. Vẫn chưa thấy nó. Mình đổ có thằng nào cơ. Đâu nhỉ? Nó đứng đâu nó táp nãy giờ nhỉ? Đậu phộng cái thằng này luôn. Mày làm tao bực rồi đấy. Bạn làm chắc mình bực rồi. Mình bực mẹ mình bật hack lên giờ. Quẩy tưng bừng ngay giờ như này. Nó cứ táp cái thằng nó này thôi. Mình ghét nhất những cái kiểu như thế này nghe anh em ạ. Bò thôi. Kệ nó đi, kệ. Nhường cho nó đi mấy cậu ơi. Đào ơi. Mấy công ơi, nhanh nào. Chúng mình đi nào. Qua cầu trước đi nè. Không mà để tí nữa hơi muộn đấy. Qua cầu luôn kìa. Đào kìa, qua. Yến Nhi gọi đi thôi. Okay. Qua cầu trước đi. Lại nó lại bắn kìa. Đậu phộng nó cứ táp vài viền. Thôi đừng nhây với nó. Hai cậu ơi. Của Đào nó cái gì tốc đừng nhây với nó làm gì. Nhây với mấy cái thằng này dễ gặp mà dễ hoảng lắm. Bay đầu kia. Đi thôi kệ nó. Anh em yên tâm. Trận này mình gọi là mới vào chơi lại với bé Đào. Trận sau mình có clip sau mình bảo Đào hát cho anh em nghe. Nghe thì quên đi. Anh em nghe giọng Cute không? Cute lạc lối VL. Mình đã làm đến hình như là mấy tập nhỉ? 10 tập về cô gái Đào này rồi đấy. Mà anh em vẫn gọi là vẫn muốn mình làm với bé Đào đi. Comment anh ơi, chơi người lạ thì rủ Đào vào chơi đi. Đây hôm nay mình rủ Đào vào luôn này. Đây là trên này này. Úi giời, ốp luôn. Nó có ốp, nó xịn, nó hàng xịn. Hai viên rồi. Ok mình nhìn rồi, mình nhìn hết rồi. Hai viên. Nó cầm ốp, mình không thể chơi được. Nó cầm ốp, cầm ca, mình chỉ cần ăn một viên là mình bay đầu ngay. Mình mũ 2 mà. Đúng có 1 viên. Mình trúng là mấy viên rồi. Anh em nghe giọng cô gái này dễ thương không? Đã gọi như là mình đã làm mấy tập về cho anh em xem rồi. Gọi là khiến anh em tan mẹ nó chảy. Đấy, các thứ. Chạy đến khu nhà này trước đi. Lên đây đi hai cậu ơi. Chúng ta lên nào. Lên đỉnh này, trời ạ. Lên đỉnh đi mấy cậu ơi. Đứng trên đỉnh núi ta thề. Bực tay to này chắc neo bành nhanh. Sao? Tay to gì? Mình làm gì? Công tay không, to chứ mình công tay to. Mấy người này chắc nhanh. Thao tác nhanh á. Nhanh thôi. Lên ranh nhanh đó hả? Mình bắn ngu như bò ấy à. Thấy thao tác nó nhanh quá. Thao tác nó nhanh. Công với lại Diễm Nhi này. Diễm Nhi á, ủa Thành đang xem mình á. Thì nếu mà thao tác nhau thì đúng không? Idol. Idol gì trời ạ, Đào ơi lộ bây giờ. Mình đang giả gái thôi. Mình bắn ngu à, gọi là thao tác làm màu tí thôi. Chứ thao tác nhanh cái quần què gì. Bò mình. Làm màu thôi. Ai đó chơi chứ phải là Uầy. Các bạn của idol chơi. Idol gì? Hát đi Đào. Mình làm gì có biết idol gì. Có người đây này. Nó ra rồi. Đó phải là sao con? Nó trước mặt này. Có người này mấy cậu ơi. Có thằng ở chỗ Yến Nhi à. Có thằng ở chỗ Yến Nhi. Thôi xong rồi. Tao nhà Yến Nhi. Đủ. Này thì bắn này. Này ủa. Hai thằng. Ủa bắn ghê vậy. Thôi xong rồi. Toang nói. Thôi xong rồi Công ơi. Từ cứu đâu đây. Nó Công lên rồi từ cứu. Thôi xong rồi Toang rồi. Gãy rồi. Chia tay ở đây rồi. Ta chia tay nhau từ không đây chia hai lối. Ôi trời nó Công đến mẹ hòn đá. Từ bạn ơi từ từ cho anh ơi. Từ anh ơi. Ok mở cửa. Anh ơi. Ui tôi. Ủa mạnh thế. Thôi xong rồi. Nó gạt luôn Công. Thôi. À. Mình quả đấy nó bắn ghê thế nhở. Mình thấy nó yếu luôn từ đầu rồi. Ui bom nết. Ui ôi thôi. Ma ù luôn này. Bọn nó cả thảy 4 thằng. Ghê. Ui nó đục rồi. Nó đục này ghê. Ui thôi xong rồi. Chạy té. Thôi đi bạn ơi, thôi xong. Thôi gãy rồi. Bắn Toang. Thôi xong. Toang ngồi anh em ơi. Quá buồn. Ok, clip mình dừng ở đây thôi.